Tiến BNB thì chào đến các bác. Hôm nay Tiến BNB sẽ giới thiệu một sản phẩm, đó là lọc phì, lọc DBX 231 các bác. Hàng này là hàng xịn của Trung ương của Trung Quốc đó nha, chứ không phải là một số hàng nhái đâu. DBX xịn, hàng Trung ương. ACN, SH 2101, 139, sang 2, Chila, hàng xịn, hàng Trung ương, loại 1 đấy. Và đây là cái mini xem bảo thùng cho các bác xem. Đó, đây là đường hộp của nó. Đó là một xốp. Đây là dây nguồn, sạch hướng dẫn sử dụng. Nếu cái này các bạn nào biết tiếng Anh thì mới đọc được. Còn đây là dạng như là phiếu bảo hành của bên Trung Quốc này. Cái này bảo hành 1 năm các nhé. Đây là về mình vẫn được bảo hành 1 năm. Rồi, đây nhân viên mình sẽ bóc lốt bóng người ra cho bác xem. Đây là mặt trước của nó các bác này. Đây là cần gạt. Đây nó quay trong nhà này, nó hơi tối, các bác thông cảm. Volume còn nhỏ. Con này đây. Qua đi qua không qua là ở nước ngoài cùng không này. Và nó có cả nào cút đây, nào cắt đấy, nào cút đấy. Để khi các bác dùng chúng ta để bộ loa gia đình nhà mình mà nó nhiều bát hay là ít bát thì bác bấm tăng giảm nút này. Nếu mà nhiều bát rồi thì các bác bấm vào thì nó sẽ cắt bớt cái loại bát ở loa của các bác đi đó. Mà là ít thì bác phải nhả ra để cho nó đầy trong bát lên đó. Và đây là gian gơ cộng và trừ 12 quanh nhà tôi cũng không nhìn rõ được gì. Được không ạ? Đó, low cut đây. Đây là răng gơ này, muộn. Bấm này vào thì là cái này nó bình thường là dương là 6. Đó, và kịch không khí bấm vào thì nó là cái ngưỡng ấy. Bấm vào thì là tức là mở rộng cái tần lên 10 tận 12. Đây là 6 nhưng mà cái này lên tận 12 các bác này. Đó. Và còn nếu mà bác nhả ra thì nó cũng được 6 thôi. Bằng lửa một mức mức bình thường như lúc mình bấm vào khi là 12. Đó. Đây ví dụ cộng này của nó là dương 6. Là kịch. Nhưng mà mình bấm 12 thì nó sẽ là như là cái ngưỡng bớt 50% để nói nôm na hay các bác hiểu.
bình thường những cái mức này nó bắt để ở cái độ 12 thì nó là 100, nó ấn ra cái cạnh đại cạnh như này nó là 100 được. Tức là cái ngưỡng giới hạn của cái thiết áp đến 12 dB đó. Thế cái cần gạt này của nó thì rất chân chu các nhá, đó là những hàng xịn, hàng trung ương này đó. Còn nếu là những cái hàng nhái nhất thì cái cần gạt nó thì các bác dùng trong bộ lửa năm một năm nó hay bị liệt sàn, liệt xẹt, mất mát và hay bị ồn. Đây quá. Cái này nó là cái ngưỡng thôi. Ví dụ mình để 12 thì bác chỉ nhích lên cái này cái là ta biết rồi này. Đó, bấm đấm để 6 thì bác phải nhích lên tận đến lửa đây thì là nó nghe mới khác được. Đó, nó ngưỡng lại. Mà đây là sao vậy? Nó đây là không đông rồi. Cái này nó dùng đây là vào rắc 6 ly, rắc lông cái và rắc lông đực. Đó. Vào đây, ra đây, vào đây, ra đây. Tức là mỗi cái này nó là một cửa, một vế thôi nhé. Bên này nó cũng là một vế. Output này, nó là ra này, và nó input này nó là vào này. Tất cả các thiết bị âm thanh là các bác để ý tôi. Input thì nó là đầu vào, còn đâu là output thì nó là đầu ra. Đó, hàng chính hãng nhé, các bác nhé. Được bảo hành 15. Giá của nó là 2,2 triệu một cái. Nếu các bác nào lấy thì là liên hệ với Tiến BNB. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Đó, rồi đồng về đây cái. Cho bác xem chất lượng âm thanh thì hoàn hảo rồi, bác không nghĩ đâu, thằng loại một nó rồi, bác không chê đâu, đúng không? Nói với các bạn là hàng loại một nhé, bảo hành 1 năm, hàng có xăng 2 thiệt hại, cung lượng, đó là hàng cung lượng. Rất đẹp đó. Vâng, xin chào các bác. Nếu các bác là một con lấy lọc 231 hàng trung ương thì liên hệ với cả Tiến BNB. Vâng, xin chào các bác.